tại vì khách hàng đi lại đây là ta rất là mê những cái con hình thú này. Ta nghĩ rằng cây bông trang mà làm những hình thú như vậy là nó đẹp quá. Lúc nào trên cây là nó cũng có bông, có lá, nó đẹp. Tết này là chuẩn bị là hàng cũng rất là nhiều. Và cũng như các mặt hàng là lông, lân, quy, phụng, rồi là còn heo, rồi chó, cũng như tất cả các loại con. Mình làm cũng vừa từ lớn tới nhỏ là rất nhiều hàng đang chuẩn bị cho Tết năm nay. Rồi còn khách hàng thì đặt thì mình cũng làm theo yêu cầu của khách hàng, là theo kích thước của khách hàng, là cho vừa cái sân, cái cổng của khách hàng đó, mình cũng làm theo.